Chi cùng với Trân Như và Hòa Ái kính chào quý khán thính giả với chương trình Cuộc Sống Fanta. Thưa quý vị, chuyện cá chết hàng loạt ở vùng biển các tỉnh miền Trung Việt Nam thì xảy ra đến hôm nay là đúng một tháng rồi. Nguyên nhân thì chưa công bố mà cá lại tiếp tục chết ở Đà Nẵng, ở Huế, ở vùng Phá Tam Giang, khiến cho người dân nổi giận thay vì là hoang mang như trước đây. Vì sao mà đến nay Việt Nam vẫn chưa công bố nguyên nhân cá chết, cho dù là công luận đã bày tỏ bất bình, thậm chí là biểu tình phản đối? Đó là chủ đề của chương trình Cuộc Sống Quanh Ta kỳ này. Dạ vâng, lúc đó chị Dương Thi vừa mới nói là không có nói là chưa có tìm thấy nguyên nhân, mà chị lại nói là chưa có công bố nguyên nhân. Dạ. Thì có nghĩa là theo chị là nguyên nhân là đã có, đúng không ạ? Cái này để Hóa trả lời nha. Thật sự mà nói thì dư luận cho rằng là nguyên nhân đã có ngay từ đầu rồi, ngay sau khi mà người dân địa phương người ta phát hiện ra cái ống xả thải của Formosa đặt ở dưới biển rồi. Yeah, yeah. Thì người dân có cái cơ sở để mà yêu cầu chính quyền phải là đem mẫu nước về xét nghiệm và cũng như là phải điều tra cái nguồn nước thải đó, nhưng mà họ không có làm. Và họ tuyên bố rằng là không có sự liên hệ giữa Formosa và hiện tượng cá chết. Yeah. Và trong khi đó thì các nhà khoa học nói rằng là nguyên nhân của họ tìm hiểu ra đã có kết quả, nhưng mà cái chuyện công bố thì họ không có thẩm quyền. Đó, tới đây là Trân Như hiểu chuyện rồi chứ gì. Vậy thì theo Trân Như tại sao lại không công bố ra? À vâng, cái chuyện công bố thuộc cái thẩm quyền của nhà nước, thưa chị. Còn cái chuyện tại sao họ chưa công bố hay là không công bố thì là không phải chỉ là cái thắc mắc của chị em mình đâu. Biết bao nhiêu là người dân đang sôi sục với cái câu hỏi này, là vì nó ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của họ, từ vật chất, tinh thần cho đến cái môi trường, không biết là sẽ bị ảnh hưởng tới đâu và tới bao giờ. Không phải là cái chuyện nhỏ đâu, thưa dạ. chị. Nói tới môi trường thì Diễm Thi nhớ là trả lời phỏng vấn của anh Gia Minh trong đài mình á, thì giáo sư Nguyễn Tắc An có nói về vấn đề môi trường, cho Hỏa có đọc. Dạ, dạ, thưa Hoài có chị. Thì giáo sư Nguyễn Tắc An nói đó là cái nguyên nhân xảy ra ở Vũng Áng đó thì là khoa học đã xác định được rồi. Dạ. Và người ta đã mô hình hóa về cái dự báo lan truyền như thế nào rồi, ảnh hưởng đến tương lai ra làm sao. Tuy nhiên cái vấn đề truyền thông là phải cân nhắc là nên công bố như thế nào. Thì cái việc đó đó là của quản lý của nhà nước chứ không phải là của nhà khoa học. Dạ, vậy là rõ rồi Trân Như ha. Họ... không có công bố mà họ đem nhau ra biển tắm, họ rủ nhau ăn hải sản. Thì theo Trân Như thấy cái chuyện đó nó có thuyết phục được người dân không? Theo Trân Như thì không những không có thuyết phục được ai mà nó còn một cái trò cười cho thiên hạ nữa. Họ làm như vậy thì cốt để cho người dân an lòng, nhưng mà hoàn toàn là nó phản khoa học. Cá đã chết hàng loạt thì chắc chắn là cái nguồn nước phải có vấn đề. Không thể rủ nhau đi tắm rồi ăn hải sản thì theo chỉ thị đánh cược với sức khỏe, thậm chí là cái tính mạng mình như thế. Nếu chuyện này xảy ra cách đây 40 năm thì người dân còn tin, chứ bây giờ thì xưa rồi. Bởi vậy cho nên là người dân người ta rầm rộ biểu tình, mà cái cuộc biểu tình này có lẽ là cuộc biểu tình lớn nhất từ sau 1975. Và Diễm Thi nhớ không lầm là Hòa Ái có phỏng vấn nói chuyện với mấy bạn trẻ trong cuộc biểu tình đó. Dạ thưa Hòa Ái, và lần này là khoảng 5.000 người tham gia, và các bạn trẻ thì tham gia rất là nhiều. Thì Hòa Ái thấy là họ có cùng một cái mục đích, là họ cùng có cái niềm tin là những cái tiếng nói của họ sẽ được chuyển đến chính phủ, và đồng thời họ xuống đường để mà kêu gọi bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Thì một bạn cho Hòa Ái biết là họ muốn gửi cái thông điệp đến chính phủ là phải tìm ra nguyên nhân nè, rồi phải giúp cho người ngư dân ở các vùng biển miền Trung đang bị ảnh hưởng, cũng như là khắc phục cái hậu quả mà đang xảy ra nghiêm trọng như vậy. Và còn cái bạn khác thì nói là không phải chỉ gửi thông điệp mà là phải yêu cầu họ thực hiện ngay. Dạ, để mà công bố minh bạch rõ ràng thông tin cho người dân biết. Thì là người dân họ đã mất niềm tin quá nhiều với cái cách xử sự và cái cách quản lý của nhà nước rồi. Nếu mà nhân dịp này mà nhà nước làm cho tới nơi tới chốn thì sẽ lấy lại phần nào cái niềm tin của người dân. Đằng này thì cái là một lần bất tín là vạn lần bất tín. Dạ vâng. Cái huống gì là cái vạn lần bất tín rồi đó, thưa chị. Mới hôm qua thì lại thấy báo chí trong nước loan tin là có thể có thủy triều đỏ xuất hiện ở Quảng Bình. Người dân lại rủ nhau đi học Photoshop. Đấy, đó là người ta đồn vậy phải, thấy sao phải? Cũng không có biết được vì sao nữa. Tại vì ngay từ đầu cá chết ở cái vùng Vũng Áng đó thì không thấy xuất hiện thủy triều đỏ. Dạ, thì không hề nghe nói tới. Dạ đúng, dạ. Bây giờ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường mà ông Võ Tuấn Nhân đó thì hôm 27 tháng 4 lại tuyên bố là có thủy triều đỏ gây ra cho
nên bây giờ bà con cứ đưa hình ảnh lên này kia bắt đầu xuất hiện thủy triều đỏ. Dạ. Dạ. Vâng, khi nào cũng vậy thôi. Nếu mà thông tin không công minh bạch rõ ràng thì cái lời đồn nó phát sinh. Và trong cái trường hợp này thì không phải là cái lời đồn mà là người dân phản ứng dữ dội qua các cái mạng xã hội và biểu tình rầm rộ. Dạ. Thì cái chuyện mà tại sao không công bố nguyên nhân như nãy giờ mình nói chuyện với nhau đó, thì có lẽ người dân họ cũng đã biết. Bây giờ mình chờ xem mai mốt kết quả công bố sẽ là như thế nào và người dân sẽ phản ứng ra sao, hay là họ để sự việc này nó diễn tiến tới đâu. Dạ. Không biết là chìm xuồng hay không, hay là dài bà có thuyết phục được người dân hay không đó. Dạ. Bây giờ để mình chờ coi kết quả nó là làm sao. Diễm Thi, Hòa Ái và Trương Như thân mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Đất nước mình buồn quá phải không anh, biển bạc rừng xanh lúa biếc cánh đồng, rừng đang chết và biển thì đã hết, những con thuyền nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh, trẻ thơ gánh nợ cha mẹ.